Rồi, bây giờ mình sẽ làm món thứ hai. Đó chính là cải keo săn. Nhưng mà mình sẽ sấy nha mọi người. Mình sẽ sấy giống như là spinach gì đó. Đầu tiên sẽ bỏ cải keo vô trong một cái tô như này nè. Bỏ dưa. Ít thôi, mới làm thôi, mình làm ít thôi. Để ví dụ mà mình làm còn fail thì còn có cái mà mình đi nấu canh. Rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ cho tỏi băm vô nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ớt nha mọi người. Rồi, mình sẽ cho muối tôm. Thêm một chút xíu đường nữa nha. Chút xíu dầu vô. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Chồng tao quấn nha. Làm đùng đùng. Ba bé. Bây giờ mình sẽ trộn lên nha mọi người. Đó, mình trộn nè. Mình sẽ chè tỏi, chè ớt lên đây nè, cho nó thấm. Cho nó thấm nó đều mọi người ơi. Rồi sau khi mà đã trộn đều rồi thì mình sẽ cho vô này chiên không dầu nha mọi người. Không biết ăn được không nhưng mà thấy cái mùi kỳ quá hả. Rồi bây giờ mình sẽ để 10 phút 160 độ. Giòn rụm luôn nha. Quá đẻ. Nhìn hấp dẫn của mọi người. Nó giòn rụm luôn. Ăn thử một miếng nha. Miếng này nè mọi người, nó có tỏi, có ớt rồi trong này luôn. Dài nhưng mà cái rau thơm, muối tây ninh, tỏi, ớt thơm, thơm lắm mọi người. Nó giòn ăn giống như xì nách vậy đó. Kê nha. Ngon quá không. Cái rau nó dụng, nó dễ sạch quá mọi người. Ngon nha mọi người nha, ngon nha. Nhưng mà dễ sạch lắm nha, tại vì cái rau nó nát quá mọi người. Kiểu như là nó giòn mà giòn tan cái luôn á. Bỏ thêm một miếng tỏi lên nè. Bỏ thêm miếng tỏi lên. Rồi thêm miếng muối. Bùng nổ vị giác. Siêu ngon quá mọi người. Nói chung có cái này nó cũng đơn giản mọi người ơi. Mọi người chỉ cần là mình mua cái trụ thủy canh về, sau đó là mình ươm hạt giống lên. Khoảng 14 ngày hạt giống bắt đầu lên mầm. Lên mầm ra thì mình chiết ra cái rổ, xong mình bỏ lên cái trụ, mình chăm dinh dưỡng vào thì khoảng là một tháng thì mình sẽ bắt đầu mình vệ sinh. Mình lấy ra mình vệ sinh cái trụ, xong rồi bắt đầu mình lại bỏ vô, xong mình tiếp tục chăm dinh dưỡng. Tới tháng thứ hai thì bắt đầu cái cây nó lớn lên thì mình cắt cái lá xuống, rồi bắt đầu mình nhúng bột rồi này kia, hoặc là mình bỏ vô mình sấy. Nó đơn giản lắm mọi người. Dồi ôi, nó dễ có ăn lắm, mọi người thử làm thử nha. Bye bye.
cắt đi cha nội ơi, đứng coi.